Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo độ cứng Rockwell thang B, tức là ký hiệu thang HRB trên máy đo độ cứng TK2 do Liên Xô sản xuất năm 1968. Thì quy trình xác định độ cứng HRB thì nó tương tự so với quy trình mà chúng ta xác định độ cứng HRC và HRA. Điểm khác biệt ở đây của cái thang đo độ cứng HRB so với thang đo HRA và HRC đó chính là cái mũi đâm mà chúng ta sử dụng, không phải là mũi đâm bằng kim cương nữa, mà là mũi đâm bằng bi thép được tôi cứng. Đây chính là cái mũi đâm bằng bi thép được tôi cứng, và đường kính của viên bi này là 1/16 inch. Đấy, do vậy là muốn đo được độ cứng thang HRB, chúng ta phải thay cái mũi đâm từ kim cương bằng mũi đâm bằng bi thép được tôi cứng. Vào đây. Đấy. Điểm khác biệt thứ hai của thang đo độ cứng HRB so với hai thang đo HRA và HRC đó chính là tải trọng. Tải trọng của thang đo HRC đó là 160 kg lực, thang đo HRA là 60 kg lực. Còn đối với thang đo HRB thì tải trọng mà chúng ta đặt vào là 100 kg lực. Do vậy rằng là chúng ta phải bỏ bớt một quả đối trọng sau này. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ có hai quả đối trọng, một quả là 60 kg lực và một quả là 40 kg lực. Tổng hợp của chúng ta đây là 100 kg lực. Sau khi mà chọn được mũi đâm và tải trọng thì chúng ta sẽ lựa chọn cái bàn gá này phụ thuộc vào cái kích thước, hình dạng và kích thước của mẫu mà chúng ta cần đo. Ở đây tôi lại lấy cái mẫu cũ này là mẫu thép 40 kha sau khi được tôi. Đấy. Thì cái mẫu này có mặt căng ngang hình vuông, do vậy là cái bàn gá này tôi vẫn sử dụng là cái bàn gá phẳng. Còn nếu mà cái mẫu chúng ta là hình trụ thì cái bàn gá chúng ta sẽ phải đổi sang cái bàn gá hình chữ V như này. Đấy, chúng ta bắt đầu khởi động máy. Và khi máy bắt đầu kêu như này là máy đã hoạt động. Chúng ta sẽ đặt cái mẫu chúng ta cần đo độ cứng lên trên cái bàn gá. Sau đó chúng ta quay cái bàn gá đi lên. Đấy. Khi mà cái mũi đâm của ta gần tiếp xúc vào cái bề mặt của mẫu cần đo thì chúng ta bắt đầu quay chậm lại. Và khi cái mũi đâm bắt đầu tiếp xúc vào cái bề mặt mẫu của chúng ta cần đo thì chúng ta sẽ nhìn trên cái đồng hồ hiển thị này. Đấy. Nhìn trên đồng hồ hiển thị này. Và nguyên tắc đặt lực thì giống hệt so với thang đo HRA và HRC, đó là chúng ta sẽ quay cái kim dài này sao cho nó đi qua cái vị trí quy ước này, đến lần thứ ba là chúng ta dừng lại. Và cũng theo những cái chú ý của thang đo HRA và HRC, nếu chẳng may kim dài chúng ta nó quay quá sang vị trí quy định, chính là cái vị trí vạch màu đen này, một vài đơn vị, thì chúng ta có thể chỉnh tinh bằng cách là chúng ta chỉnh cái bàn xoay bên dưới này. Đấy. Bây giờ tôi bắt đầu quay này. Qua lần thứ nhất này. Qua lần thứ hai này. Đến lần thứ ba. Đấy. Quay như này là sẽ lệch so với cái vị trí kia của chúng ta một chút này, khoảng một đơn vị. Do vậy chúng ta sẽ chỉnh tinh sao cho cái đầu ký ức trên cái chữ A0C đang vào đúng cái vị trí đầu của cái mũi kim là được. Sau khi đặt tải trọng xong thì chúng ta bắt đầu ấn cái nút này và cái đồng hồ chúng ta nó bắt đầu quay. Và cái giá trị hiển thị ở trên cái đồng hồ này và là cái giá trị ở trong cái chữ màu đỏ, tức là cái vành trong, chính là giá trị độ cứng của mẫu mà chúng ta cần xác định. Ở đây chúng ta xác định rằng là cái giá trị đây là 80 này, 85 này, 86 này, 87. Do vậy là cái độ cứng của cái mẫu mà chúng ta cần đo này là 87 HRB. Đấy. Đấy là toàn bộ quy trình để chúng ta có thể tiến hành xác định cái độ cứng đối với thang đo HRB.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Xin chân thành cảm ơn.